thế gì chứ? iPhone nhé. Alo bố à? Bố ơi, bố cho ô tô đến đón quân ở cổng trường chứ bố. Đón quân nha bố nha. Con tự đi xe đạp về đi. Cười cái gì? Đi xe đạp con đi bộ nhá. Ui đồng hồ mình đẹp thế. Ui thầy cháu đến, Chúng em chào thầy ạ. Thôi các em nằm xuống à chị nhỉ. Thôi các em chú ý nhá. Giờ sách đọc bài, thầy bắt đầu viết bài ngày hôm nay đây. Này Cún ơi. Hả? Vào lớp rồi đấy, cậu mang xúc xích làm gì? Vào lớp rồi á? Đâu đâu? Xúc xích đâu? Muốn sách mà đâu? Đâu? Nào, nào, nào. À, bạn Cún, bạn dám ăn quà trong lớp? Đây, đây. Tớ nói rồi, cậu có nghe lại đâu. Còn nói to nữa. Bạn Cún BD. Dạ. Thầy là thầy ghét nhất ai ăn quà vặt trong lớp. Sao em dám mang xúc xích ra múa quạt trong lớp hả? Em chăn mà thầy ơi. Cất đi. Không phải nhiều. Không phải cất. Đưa thầy cất cho. Đấy, tôi nói với cậu rồi không nghe. Tớ vẫn nhập quần nhóm cậu bằng một đống luôn. Thì ai chẳng biết cậu nhiều. Thầy sẽ phạt tiếp bạn hàng trong lớp. Bạn nói chuyện trong lớp. Cún BD ơi, nhanh lên. Từ từ, cậu cứ bình tĩnh nào. Cái sân to đùng như này à, qua đến tối cũng không xong. Cứ bình tĩnh. Mà sao cậu lại mang chổi lau nhà đi quét sân vậy? Thì lớp mình có mỗi một cái chổi thì cái này để lau ướt nè. Ê, không có gì. Nhưng mà tớ sao phải quét nhỉ? Cái này tớ chỉ cầm đi chơi thôi. Còn hơn, cậu cầm chổi cậu quét. Cậu có biết nhá, tớ nhà giàu nhá. Cái việc nhá, tớ không vừa làm. Cái việc này chỉ cho những người giúp việc nhà tớ thôi. Cậu hôm nay không quét xong cái sân này á. Mai tớ quậy cả một đống người giúp việc ở nhà tớ lên quét cái sân này. Tớ chỉ việc chỉ huy thôi. Tớ mà quét cái này á để hỏng hết cái tay của múa của tớ đây. Này đồng hồ xịn nha. Bây giờ mà quét cái sân này hỏng hết tay tớ. Múa thì cậu về nhà múa, ở trên trường quét thì phải quét chứ sao. Bị phạt thì phải làm chứ. Không, cậu làm đi, tớ đứng chỉ xem nhá. Cậu không làm tí thầy giáo phạt cậu, kệ cậu ấy, tớ làm đây. Cậu làm cậu quét đi, không quét tớ quá thứ việc. Cái bạn Cún BD này làm thì không làm, lười thế không biết. Mà vì nhắc bạn đấy mà mình cũng bị phạt theo. Em làm đến đâu rồi? Em đang quét sân ạ. Thầy ơi, bạn Cún. Thầy, em đang lau kính thầy ạ. Cái kính này lâu bẩn rồi thầy ạ. Ơi, nó sạch cho thầy ơi. Cậu ngồi đây làm gì nữa? Xong rồi đi về chứ. Cậu làm xong rồi á? Rồi ôi, nhà tớ đang thừa bao nhiêu người giúp việc. Cậu cứ bấm nhanh, không quét hết cả phần của tớ rồi. Cậu chán thế. Thôi tớ đi về đây. Tớ phải kêu sáng vậy chứ. Nóng thế. Rồi cái hàng bách kia ơi, rồi. Cái gì? Đó là hàng hỏng hết nhá. Ừ nha, hỏng hết thật. Mà hỏng hết nữa, nhưng mà hơi bách bách. Ôi đúng rồi, nhà nghèo đâu có xe mà đi ơi. Gì nữa vậy? Thế gì chứ? iPhone nhé. Alo bố à? Bố ơi, bố cho ô tô đến đón quân ở cổng trường chứ bố. Đón quân nhé bố nha. Con tự đi xe đạp về đi. Cười cái gì? Đi xe đạp con đi bộ nhá. Không phải cầu vi mô đâu.
che hết mắt rồi. Con này nó lên đâu? Kiểu ôi trời ơi, đợi tao tí, đợi tao tí. Con thả làm gì đây? Đây, đợi tao tí, tao băng bó. Đâu mà ôi may là tớ có mang quần giấy này đi đấy. Đây nhìn tớ cũng bị đau mấy rồi, kiểu vừa thả là tớ đau hơn đấy. Đấy, được rồi. Lên đôi tớ lên đi.